Sáng ngày 16 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ sử dụng sản phẩm sạch, an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh năm 2023 cho hơn 30 hội viên phụ nữ sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thị trấn Hợp Phú và xã Vĩnh Hòa Đông. Tại buổi tuyên truyền, các chị em được bà Nguyễn Thị Quyến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang chia sẻ một số nội dung như tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe con người, tác hại ngộ độc thực phẩm, cách xử lý khi có ngộ độc thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, 10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó, các chị em phụ nữ còn được tư vấn về cách thức bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh, cách chọn mua thực phẩm tươi an toàn. Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức hội viên phụ nữ trong việc sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, phát huy vai trò mỗi hội viên phụ nữ là một giám sát viên, tuyên truyền viên tích cực, đấu tranh với các hành vi vi phạm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng chung tay bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng.